Thầy Thành xin chào các bạn. Hôm nay thầy làm tiếp cái video để hướng dẫn lắp robot Casebot hay là Ebot STEM để tham gia cái hoạt động ngày hội STEM. Cấu tạo của con robot này cũng rất phù hợp với các bạn học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông để có thể lắp ráp và lập trình thi đấu với con robot này. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Với các cái thiết bị đã được chuẩn bị sẵn như trên, thì các bạn để ý như sau. Ở trên đây là cái bộ khung để lắp con robot. Hãy lưu ý ở trên bộ khung này thì theo hướng dẫn của nhà sản xuất thì ta sẽ cần lắp các cái thiết bị bên trong trước, sau đó ta quay trở sang ta lắp cái bo mạch chủ ở bên trên. Tuy nhiên khi lắp bo mạch chủ bên trên thì ta lắp cái chân đế. Cái chân này tên nó là cái trụ đồng, tên nó là cái trụ đồng. Vì trụ đồng này nó lắp vào cái gen mà cái gen này nó lại bé, nên là bên trong mình phải sử dụng một cái ốc vít để hãm, và sử dụng cái vít để hãm ở đây. Các bạn nhìn thấy cái vít ở đây, chúng ta nhìn rõ chưa? Đấy. Do mà cái vít này nếu ta lắp cái linh kiện ở trong này rồi thì việc lắp cái vít này giữ để lắp được thì đòi hỏi tay mình phải rất bé mình mới giữ được, nên thì chi bằng ta sẽ lắp nó trước. Đấy, để được bốn cái chân đồng như trên trước nhé. Sau đó thầy trò mình mới bắt đầu lắp các cái thiết bị như theo hướng dẫn của nhà sản xuất như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ quay trở lại với cái bài toán đầu tiên là bài toán lắp động cơ servo. À, không phải động cơ servo. Đã lắp động cơ giảm tốc. Động cơ giảm tốc của chúng ta thì gồm có hai động cơ. Đấy, động cơ Giảm tốc ta có hai cái động cơ rất xịn sò đi kèm theo bộ robot này. Các bạn có thể đặt mua các bộ nhìn chỉ số ở trên sản phẩm, các em có thể đặt mua thêm vài cái nữa ở trên mạng để ta làm cái sản phẩm dự phòng, nó cũng rẻ được vài chục nghìn. Rồi bây giờ theo hướng dẫn thì ta sẽ bắt đầu lắp động cơ vào theo cái hướng sao cho cái chiều của động cơ này nó quay về cái phía ngắn, còn cái đầu chách của này thì ta cho ra sau. Đấy. Cái chỗ này chỗ bánh răng, chỗ để ta lắp bánh động cơ thì ta sẽ cắm xuyên qua cái cắm qua khe đây. ở đây. Như vậy khi lắp vào thì nó sẽ có gờ như trên. Vậy thì ở đây thì ta có hai cái lỗ thì ta sẽ lắp hai cái vít. Vít ở đây thì ta có cái vít dài như thế này để cho ta lắp vít này, nó gọi là vít 2.5. Ta xuyên cái vít là xuyên qua bên này. Đấy. Đấy, ta xuyên qua đây. Vậy thì nó sẽ xuyên sang bên này. Ta giữ đấy. Đấy, bên này nó có một cái ta bỏ con ốc vào. Ta có cái ốc bé. ốc bé, và các bạn sẽ lắp cái ốc này vào đây. Ta đưa cái ốc rất nhẹ nhàng lắp, vì đây là cái đồ linh kiện IT nên linh kiện STEM nên các bạn bạn nó nhẹ nhàng. Đây là cái tua vít, ta vặn tua vít bốn cạnh. Các bạn có thể mua cái tua vít bên ngoài nó xịn sò hơn, nhưng mà như thể thấy cái bộ tua vít của kèm theo bộ bộ thiết bị này là cũng khá ngon rồi, nó có nam châm, các bạn vặn vừa tay thôi. Đấy. Chứ không vặn chặt quá nhé, chậm quá nhiều khi cái động cơ DC này nó vỡ cái ra toi. Động cơ giảm tốc này đấy, vậy thì ta lắp tiếp thì động các cơ bạn này, động cơ DC giảm tốc rất hay, tên nó là, Gearbox là chắc là hãng sản xuất, ngoài ra các bạn có thể mua ở trên Shopee động cơ giảm tốc dành cho mạch Arduino hoặc là cho mạch STEM nó có ngay. đấy, các bạn vặn xong. Vậy thì sau khi lắp xong cái động cơ này có một cái nguyên tắc khá quan trọng, đó là cái phần đuôi này thì nó quay về phần chéo chéo này, còn cái phần đầu này thì nó lại quay ra phía bên này. Dây của chúng ta thì ta sẽ cắm cho nó lọt xuống dưới. Đấy, ta sẽ Cắm cắm lọt dây xuống dưới luôn. để tí nữa. Đó, ta lắp cái gì nó cũng dễ. Nhá. Tí nữa chủ yếu ta đặt quả pin to to ở đây. Vậy sau khi lắp xong động cơ nó Thẳng hàng nó song song có các khớp ở đây, nó sẽ các bạn để ý nó khớp nó sẽ lọt vào đúng cái vị trí của nó. Cái trục này này nó là nằm ở là tâm. của cái bánh để tính cái bánh mình quay ở đây. Và tương tự Như vậy các bạn sẽ lắp thêm cái động cơ kế tiếp. Đây, động cơ thứ hai và chúng ta sẽ nhắc là ta quay cái động cơ này cắm cái động cơ này vào đây. Đấy. Rồi sau đó ta giữ động cơ này qua đây, ta chỉnh cho nó vừa các cái khớp ở đây. nhà sản xuất này. Vì cái robot này ta làm rất nhiều cái nhiệm vụ khác nhau nên với mỗi bài thiết kế các bạn là tháo lắp cái robot này thì nhớ nhẹ nhàng tay một tí.
Đấy, ta đặt cái ốc vào trong, ta giữ, ta vặn. Cái video trước thì thầy đã làm lắp đến xong gần hoàn thiện rồi. Đến lúc lắp cái bộ não của nó thì đến lúc đấy thì mới phát hiện ra là cái chân đồng này phải lắp trước, bởi vì chân đồng này người ta hướng dẫn lắp sau, nhưng mà lúc đấy là loại chân đồng chân bé thì cắm được, nhưng mà chân to thì với chân to thì cắm được, nhưng cái chân đồng này chân nó bé nên bên trong phải lắp con ốc đấy. Các bạn thấy bây giờ mà mình thò tay vào lắp nó rất vướng, nên ta lắp con này trước. Kể ra làm video trước xong thì mình thấy làm video này kinh nghiệm hơn là con ốc này cắm ở đây đấy, cắm xuyên từ đây sang đây, con ốc 3.5. Video của thầy đâu hết rồi. Bây giờ hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 2023, bây giờ đang là 11:30 tối. Thầy vừa dạy xong nên bây giờ mới vừa chúng con cảm biến giò lai. Khi các bạn dùng để ý các cái linh kiện khác, các em phải nhớ bảo quản cẩn thận. Với các thầy cô thì nên giao cho nhiệm vụ cho các bạn học sinh nhớ dặn các em bảo quản thiết bị phải cẩn thận. Rồi sau khi ta lắp xong rồi thì ta lấy động cơ nó ở tâm, cái thành gài nằm đúng vị trí, con ốc đặt đúng vị trí. Rồi ta lại xuyên nó xuống đây. Lưu trữ nữa. Đấy, xuyên xuống đây. Như vậy hai cái động cơ đi. DC của ta đã lắp được đẹp như này. Các bạn thấy đẹp chuẩn như người mẫu. Kế tiếp nữa là quả pin. Đấy, sau khi lắp xong thì chúng ta sẽ lắp quả pin. Quả pin đâu người ta? À, thầy đang đi sạc. À đây, đã sạc về đây rồi, quên mất. Đây là quả pin này các bạn để ý, quả pin này tên nó là pin 18650. Để tham gia các cuộc thi STEM các em nên mua lấy vài cục này, vài bộ như thế này. Các bộ như này ở trên Shopee họ bán rất nhiều. Các bạn lưu ý khi mua thì nhớ mua luôn cái đầu sạc này để cho nó tiện, còn nếu không các bạn mua cái đốc sạc bên ngoài cũng được. Họ bán sẵn bên ngoài. Các bạn mua lấy chục quả về sạc đua thoải mái. Rồi bây giờ ta sẽ đặt cái quả pin này vào ở bên trong. Đấy. Vậy thì khi lấy quả pin thì các bạn lưu ý khi lắp pin thì đầu quả pin sợi dây sạc nó sẽ luồn ra bên ngoài như thế này. Luồn theo bên ngoài. Nhưng thông thường thì dây sạc nó sẽ nằm ở trong bụng luôn. Chúng ta sẽ để đây cho gọn. Quả pin này. Đấy. Con dây sạc này để qua đây. Đây là chân chéo rồi đấy nhá, phải để quả pin này. Lúc này thì cái quả pin của mình nó đang tì vào cái dây của hai cái con động cơ. Vậy thì các bạn tì nhẹ nhàng không có đứt mất cái dây nhá. Nếu có đứt thì các bạn đừng sợ, mang các bạn sử dụng cái mỏ hàn thiết các bạn hàn lại được ngay. Nếu bạn nào không biết hàn thiết thì ta sẽ nhờ các bác đấy. Khi nãy thì thầy đã thử lắp cái con dây này theo hướng dẫn của nhà sản xuất là ta sẽ luồn con dây này cắm từ đây xuống dưới để dán, nhưng quá trình làm thì thầy thấy thẩm mỹ nó không được đẹp lắm, vậy thì thầy cho mình sẽ dễ xuyên ngược nó từ đấy. Thôi thì ta cứ tôn trọng nhà sản xuất bảo nạt và làm thế. Trong quá trình làm cái sản phẩm này, nếu các em gặp khó khăn hãy liên hệ với thầy Đặng Tuấn Thành nhé, số Zalo 0854518333. Thầy sẽ hướng dẫn miễn phí các em học tập và làm cái con robot này. Còn nếu các bạn có điều kiện thì các em hãy tham gia các khóa đào tạo hoạt động trải nghiệm robot STEM với lệ phí là 50.000 mỗi buổi. Mỗi buổi học 2 tiếng để các em có những cái bài học lập trình điều khiển robot hiệu quả. Rồi, như vậy thì chúng ta đã lắp được xong quả pin, lắp xong động cơ DC, như vậy là ngon rồi. Đấy, các bạn thấy quả pin lắp xong nó gọn, chắc chắn. Nếu không chắc lắm thì các bạn kiếm cái dây buộc cho nó đây nhé. Các bạn nào trong bộ linh kiện nào mà không có cái quả giữ pin, các bạn mua cái dây rút bằng nhựa có sẵn đấy, các bạn rút vào đấy cũng được. Khi nào dùng không dùng nữa thì cắt nó ra. Rồi, tới thời điểm này thầy trò mình đã lắp xong, thì bây giờ thầy trò mình kế tiếp là ta sẽ thực hiện lắp tiếp cái này cảm biến mắt hồng ngoại dùng để cảm biến giò lai. Theo hướng dẫn ở trang kế tiếp, cảm biến giò lai thì nó sẽ lắp ở cái đầu bằng này nhé, chứ không phải ở cái đầu chéo bên này các bạn nhé. Lắp ở phía đầu bằng này và lắp ở vị trí này. Cảm biến giò lai thì các bạn thấy bản chất của nó là mắt hồng ngoại, nó có một mắt trắng một mắt đen. Khi
khi nó phát hồng ngoại ra xuống mặt nền, nó tiếp xúc với mặt nền nó phản xạ ngược trở lại. Nếu gặp phải màu trắng thì phản xạ lại tỷ lệ cao, vậy thì coi như là không có tín hiệu. Nhưng nếu mà gặp một cái màu đen nó hấp thụ hồng ngoại phía dưới thì phản xạ lại nó xuống yếu, vậy mảnh nó sẽ ngắt, nó thu được cái tần số thấp. Và khi đó nó thể hiện rằng có màu đen ở phía dưới. Do đó khi mà các bạn làm dò line ở phía dưới, các bạn nên mua cái băng dính điện màu đen ấy để làm đường line, nó nhận diện rất tốt. Đây là cảm biến dò line, các bạn đặt ở đây vào cái khe ở giữa. Ở giữa này nó có hai cái lỗ, các bạn đặt ở đây. Rồi kế tiếp nữa, ta có thêm cái con lăn di chuyển đa hướng. Con lăn di chuyển đa hướng có loại thì loại bóng, có loại thì là như thế này. Cái loại bóng thì nó di chuyển mượt hơn. Các loại di chuyển đa hướng như này cũng được. Rồi, chạy tạm. Còn nếu không, các bạn lên Google tìm nhé, con lăn di chuyển đa hướng khoảng tầm 20k một con, các bạn mua lấy vài con. Các bạn quay cái thằng này ngược trở lại. Đấy, các bạn đưa nó vào khe giữa này. Để tiện hơn, đấy, các bạn sử dụng cái con ốc loại to này. Đấy, con ốc loại to này nhé. Con ốc này tên nó là con vít 4M10mm. Đấy, các bạn xuyên vào đây. Ở đây thầy xuyên này, làm về stem này có lẽ ta cũng hạn chế điểm móng tay dài quá, làm gì nó cũng khó, chắc mai thầy phải cắt móng tay mới được. Trong quá trình làm, các em gặp khó khăn và robot có vấn đề gì, các em hãy liên hệ với Zalo của thầy là 0854518333. Các bạn nào có nhu cầu đặt mua robot mà các em có thể đặt mua trên Shopee. Tóm lại chỗ nào họ cũng bán, giá là như nhau thôi. Tóm lại các bạn thấy cái chỗ nào rẻ thì ta mua. Cái con robot này hoạt động rất hay. Đấy. Nhớ nhá, khi lắp xong cái mặt này nó phải úp xuống dưới. Đấy. Vậy thì đây là bụng, phần bụng của con robot. Vậy thì cái con lăn này nó để nó đỡ con robot. Đấy. Nó sẽ để như đây. Đấy. Và các bạn để coi hai con ốc vừa rồi vào đúng vị trí đấy. Các bạn vặn nhẹ mờ. Bởi vì phía dưới của mình bây giờ đang là con mắt hồng ngoại. Để thầy xoay sang đây một tí. Đấy, nhưng khi các bạn lắp thì phải lắp đều hai bên. Bởi vì cái bảng vi mạch cảm biến dò lai nó khá mỏng manh. Đấy, các bạn vặn một cách nhẹ nhàng. Để, vặn đều hai bên. Để nó xuống đều hai bên. Thì nó không bị... vặn nhẹ nhàng, nó không nghe thì phải vặn mạnh tay với nó. Bởi vì đây là linh kiện, như lần trước thầy nói, các bạn vặn thì bạn giữ cái tua vít thật cẩn thận để không để chọc vào các cái vi mạch điện tử của mình, nó bằng nhựa, tua vít bằng sắt. Các bạn vặn đều tay, nhẹ tay đi nhá, đừng vặn cục một cái là nó vỡ vi mạch ra, nó đứt mất mạch thì toi. Đấy. Như vậy thầy đã nối cái thằng vi mạch xong. Vậy thì sau khi nối vi mạch xong thì các bạn nhận thấy cái cảm biến này nó ra đường trước, cái chỗ cổng cắm nó ra đường sau. Nếu các bạn nào gặp khó khăn về cắm thì các bạn cắm cái dây này trước nhé. Đấy, vậy thì nhìn tổng quan các bạn nhận thấy con robot của mình bây giờ mình đã bắt đầu thấy hình thành rồi đấy. Đấy, thì nó chạy thế như này. Đấy, dây đây thì nó cắm vòng lên vi mạch dò lai đây. Khi nào dò lai trên này nó có nút reset, các bạn có thể ấn nút reset. Khi ấn thì các bạn nhớ giữ nó để nhé. Mắt này nếu bị bẩn thì các bạn sử dụng cái bông bông máy thai, các bạn lau nhẹ lên trên, không sử dụng các loại dung dịch tẩy rửa gì nhé. Ta chỉ đấy. Rồi vậy ta đã lắp xong bước kế tiếp, bây giờ ta quay sang ta lắp tiếp cái hộp. Đấy, tại thời điểm này con robot con này của thầy nó đứng được như thế này rồi. Bây giờ công việc kế tiếp của thầy là lắp cái bộ hộp vi xử lý của nó. Bộ vi xử lý của nó thầy đây, bộ vi xử lý của nó đã được đặt trong cái hộp. Khi mua các bạn, nếu mà cái hộp vi xử lý mà không có cái hộp này thì các bạn nhớ đặt mua thêm, nó tầm 30k một cái, 30 hay 60k này. Cái con hộp vi xử lý. Khi hộp vi xử lý nó có hai đầu, một đầu cắm đầu này, một đầu cắm nguồn. Thì theo sơ đồ lắp ráp thì các bạn để ý cái đầu cắm mà gồm có nhiều chân của mình sẽ ngoảnh về phía trước, bởi vì chỗ này mình sẽ cắm các cái dây chân cảm biến vào phía trước này. Đấy. Nên cái đầu mà có nhiều cái chân cắm này ta sẽ cắm về phía mà cái đầu này nó thẳng, còn cái đầu cong
cong cong này thì nó được gọi là phần đuôi xe nhé. Phần đông này cong này, phần đuôi xe, còn phần đầu xe bên này. Khi nãy ta đã đặt được các cái trụ đồng lên rồi thì bây giờ ta sẽ đây, ta đặt cái này lên trụ đồng và bốn cái lỗ này nó tương ứng vào bốn cái trụ đồng. Vậy thì bây giờ thầy trò mình sẽ tiếp tục lắp cái trụ đồng này. Theo hướng dẫn trụ đồng thì bây giờ ta sẽ sử dụng vít 3 x 10. 3 x 10 thì đó chỉ khả năng là cái con vít bé này, để thầy thử xem. Ừ, đúng luôn, đó là cái con vít bé này. Vậy thầy sẽ xuyên con này trước. Thầy xuyên 4 góc 4 cái. Lưu ý rằng nếu các con của bạn nó có nhiều loại kết nối khác thì các bạn nên kết nối ví dụ như module SIM rồi các loại module khác, thì trước khi vặn cái nắp này thì các bạn nên kết nối nó vào trước nhé. Cái nắp này thì các không nhất thiết phải vặn chặt, bởi vì trong cái quá trình mình làm mà mình có nhu cầu rút các loại cảm biến ra thì ta lại phải mở cái nắp này ra. Tuy nhiên ta đang làm thao tác lắp ra một con robot hoàn thiện nên thầy cũng sẽ lắp. Với các bạn làm khéo tay mà đã từng lắp nó rồi thì theo thầy nghĩ các bạn mất khoảng tầm 10 đến 15 phút để các em có thể lắp được nó. Tóm lại thì cũng nhìn nó kỹ tí nửa đêm nửa hôm rồi không nhìn thấy cái gì mà lắp nữa các em ạ. Lắp thì ta sẽ lắp đều ở cái góc vặn mỗi phần cái một phần nó xuống nghe, vì cái sản phẩm gia công là khá chính xác, không phải nói là chứ không muốn nói là chính xác tuyệt đối. Sản phẩm thì đấy gia công rất chắc chắn. Đấy, các bạn thấy sau khi thầy lắp xong vào cái cầu này, theo khu khuyến cáo luôn là vì ta tham gia ngày hội STEM, các bạn đừng để con robot của mình nó chơi trụi như này nhé. Các bạn ra quán photo, các bạn in cái đề can dán vào cho nó đẹp lộng lẫy vào, để làm cờ làm quạt, lấy cái ống hút cắt lá cờ lấy cái ống cắm vào trông nó ngầu, vẽ thêm mặt miếc cho nó, dán đề can lên nhé. Nhớ là cái hình ảnh nó phải phản ánh đúng được cái tính chất cái team group của mình đi thi đấu, trông con robot nó ngầu hơn nhiều, chứ để một cái cục sắt di động như này thì trông hơi buồn cười, trông giống như là giải đua xe này, chuẩn nông thôn mới. Rồi tới đây thầy đã lắp xong cảm biến cắm nguồn thì nó cắm ở phía sau, cái phía dây đứng trước để cắm tín hiệu. Ủa, cắm ở đứng trước. Ở nguồn thì ta có thể luồn dây để cắm nguồn, nhưng mà thông thường ta có thể luồn như thế này để ta cắm trực tiếp nó vào đây. Đấy, cắm trực tiếp. Lưu ý nguồn ta sẽ cắm sau cùng sau khi kết nối xong thiết bị nhé. Như vậy để tới thời điểm này chúng ta đã thực hiện xong công việc này rồi. Bây giờ công việc kế tiếp của chúng ta là công việc cắm các thiết bị. Theo hướng dẫn của chúng ta, các cái dây bây giờ thầy đang đến bước nào rồi nhỉ? Ở bước 6 ta cắm các cái khe, cái dây tín hiệu này sẽ cho luồn sang ở các bên. Rồi ta có hai bên để cắm khe, bên trái có 1, 2, 3 bên phải có 1, 2, 3, như vậy thì ta có 1, 5 và 1, 3. Như vậy ở đây thì ta nhận thấy rằng cái cảm biến dò lai của mình chưa được cắm dây tín hiệu. Vậy thì đợi thêm một giây để tìm xem ở chỗ nào cảm biến dò lai, em ở đâu cái cảm biến tránh vật cản. Trong túi của nó gồm có hai cái dây tín hiệu thì dự đoán nó là cái dây này. Vì tạm thời thì chưa thấy có cái dây nào khác. Hơi lâu một tí các bạn này. Và theo dõi nhé. Thầy có hai cái dây. Cái dây USB Type-C này chắc là để chuyển dữ liệu. Còn hai cái dây này chắc là hai cái dây đảm nhiệm công việc. Rồi bây giờ thầy sẽ cắm cái thằng này vào. Cắm cái thằng này. Vậy thì thầy sẽ cắm theo chuẩn kết nối. Đây, ta sẽ cắm nó thằng này vào đây. Nhớ nhé, ta cắm vào thì nó sẽ vào ngay. Ta cắm nhẹ nhàng hai tay nhé. Vào dây luồn ra phía trong bụng.
đấy nha, dây đây. Sau đó đây các bạn nhớ nhé, thì cắm đây. Nếu mà để ngửa bụng như này, dây vàng bên trái, dây đen bên phải. Đấy, các bạn nhìn tổng quan này cho nó dễ nhìn. Đấy. Rồi người ta luồn con này ở cái khe giữa. Vậy tới thời điểm này thì thầy thấy thầy có được 3 dây rồi. Như vậy ta sẽ xem sơ đồ tiếp, 3 cái dây này cắm đi đâu. Trong 3 dây này có 2 dây một đầu, thì nó sẽ cắm sang bên chỗ 5 chỗ ở phía bên này. Như vậy thì sẽ cái này bạn để nhá, có 1 2 3 4 5 chỗ cắm và có công tắc nguồn. Một bên là có 1 2 3 chỗ cổng cắm để tí nữa mình cắm đi cái khác. Rồi, hai cái của mình bây giờ đang chạy lên đây là hai cái động cơ. Theo bo mạch của ta đây thì hai động cơ nó sẽ cắm vào hai cái ô bé bé này. Đây là chân điều khiển động cơ. Rồi, ok, cổng M1, cổng M2. Chân điều khiển động cơ thì chuẩn của nó cũng chân cắm nó cũng khác, nên muốn cắm đi chỗ khác các em cũng không cắm được, thì yên tâm. Cái được cái nhà sản xuất nó cũng tinh ý. Nó biết là thầy cho mình hay cắm lung tung nên này. Rồi, chân M1. Thì vậy thì ta phải ngó xuống xem động cơ bên trái là thằng nào. Động cơ bên trái là cái sợi nào đây? Đây rồi, sợi này là sợi bên trái. Sợi bên trái thầy cắm vào cổng M1. Ok. Cổng M1. Để tí nữa ta điều khiển cái con này nó mà chạy lung tung thì các bạn đảo lại chân nó nhé. Động cơ bên phải, để thử xem nào. Động cơ bên phải, đây rồi. Nó cắm vào cổng M2. Nếu tí nữa nó mà chạy ngược so với yêu cầu của mình thì các bạn nhớ giúp thầy. Rồi, cắm nhẹ nhàng với bà con nhé. Khi rút ra cũng rút nhẹ nhàng nhé. Rút từng sợi chứ đừng cầm vào cục giật phát lại bay cái này ra. Thầy Thành không cứu được các em. Rồi, kế tiếp nữa, còn cái dây này là dây nguồn, theo hướng dẫn nó sẽ cắm cổng ra ngoài để cấp nguồn. Do đó dây tín hiệu dây tín hiệu này là dây tín hiệu của con cảm biến này, nó sẽ cắm cổng ngoài cùng. Cổng này gọi là cổng số 1. Nên vì nó cắm cổng số 1 nên lúc lập trình các bạn cũng để ý nhé, con dây này ta cắm ngửa nhé, vì theo cái dãy này các bạn đặt nó lên trên đấy, dãy này là lên trên cắm ngửa. Đấy, khi cắm ngửa các bạn quan sát đây. Đấy. Bởi vì đang nửa đêm nên thầy nói không to, giọng nó hơi buồn cười, các bạn cấm cười nhé. Đấy, ta cắm nhẹ lên trên. Đấy. Như vậy tới đây thầy đã cắm được con robot khá ngon rồi. Trông khá giống robot đấy chứ. Như vậy bước vừa rồi thầy đã thực hiện cắm các cái cổng xong. Vậy bây giờ thầy chuyển sang bước tiếp theo. Ở bước tiếp theo thầy sẽ thực hiện nối cái dây cấp tín hiệu. Cái này thầy có lẽ phải cẩn thận cho cái con cảm biến tránh vật cản. Đây, con cảm biến tránh vật cản. Khi cầm thì các bạn rút nó ra phải cẩn thận nhé, nhẹ nhàng tình cảm với bà con. Đấy. Cái những cái khay này các bạn nên giữ lại, bởi vì sau khi thực hành xong các bạn nên, nếu có tháo thì các bạn bỏ đúng khay. Đây là con robot tránh vật cản, cảm biến tránh vật cản. Đấy, nó sẽ sử dụng rất hay. Con này Ultrasonic Sesso của OH Steam VN. Tóm lại con này lên trên mạng tìm đâu cũng thấy, chắc khoảng tầm 30k. Bạn mua lấy vài con, lắp bên trái một con, bên phải một con. Có vật cản bên nào nó né bên đấy. Nhờ cái vật tránh vật cản này nó làm được rất nhiều các loại cảm biến khác nhau. Con này thì nó đã được lắp sẵn trên cái mắt này rồi. Do đó trong bộ linh kiện cũng không thấy có cái nào để lắp mắt này. Như vậy đây là một sản phẩm hoàn thiện rồi. Ta sẽ lắp cái con này đứng trước. Đấy, lắp con này đứng trước thì trông cái mắt mũi nó như thế này. Nếu các bạn muốn lắp nó cao lên thì các bạn có thể gia công một cái miếng, hoặc là cao trong những bộ phụ kiện của các cái con game khác nó có, thì các bạn lắp cho nó cao lên như thế này. Lắp cho nó cao hẳn này thì trông hơi buồn cười. Đấy, ta lắp cao vừa phải thôi. Nhà sản xuất đã chế tạo sẵn ở đây rồi, vậy thì ta lắp các cái ốc ở đây. Đây thì theo hướng dẫn thì chúng ta sẽ sử dụng chip cái ốc M4. Ốc M4 may quá, có vẻ như có vẻ như nhà sản xuất đã chuẩn bị đủ các loại ốc. Đấy. Vậy thì khi lắp như này ta để ý, bởi vì dễ sau khi lắp xong cái dây này nó ở bên trong rất khó cắm. Nên theo hướng dẫn chúng ta sẽ cắm cái dây này trước. Đây,
Đây là cái dây của thầy trò mình. Đấy, cái này nó ngửa bụng như này, ở đây nó có cái rãnh. Đây nó cũng có cái rãnh bên trên, ta cắm nó vào. Đấy, chứ đừng cố cắm ngược chiều nhé. Khi cắm thì các bạn cố gắng cắm đều hai tay như này. Cắm đấy, nhẹ nhàng. Khi rút ra các bạn cầm đây, các bạn bấm vào đây. Các bạn rút nhẹ nó ra nhé. Đấy, cầm vào cái nhựa thế được, cầm cái dây lỡ nó đứt mất cái dây thì lại mất công xử lý. Ok chưa? Đấy, thầy ấn nó nhẹ vào. Rồi như vậy thì con cảm biến nó xong. Con này nó cũng lắp hai con ốc. Để thầy thử xem ốc nó nằm ở vị trí nào. Đấy, ốc này nó nằm ở vị trí này, hai con hai bên. Ok, thầy đặt luôn hai con ốc đây. Đấy. Dây này nó cũng là dây tín hiệu, do đó nó sẽ được luồn vào trong. Con này nó cắm đi đâu nhỉ? À, con này nó cắm một bên hông. Cắm bên hông bên nào vậy ta? Con này phải tí nữa phải nhìn xem nó cắm ở bên nào. Hình như nó cũng cắm ở bên tay phải luôn. À, nó cắm ở cổng số 2 bên phải. Rồi, ok. Như vậy thì con này thì sẽ luồn dây luôn sang bên này. Lưu ý giữa các thiết bị các bạn luồn dây cho nó đẹp lộng lẫy lên nhé. Chứ đừng để dây nó chéo nhau trông nó hơi buồn cười. Bây giờ thầy cho mình bắt đầu lắp con này. Khi vặn các dây này, các bạn vặn nhẹ nhàng. Lưu ý đây là thiết bị điện tử, các bạn nên sau khi sử dụng xong, các em nên để nó ở nơi khô ráo, thoáng mát và nói chung là tránh được độ ẩm không khí càng tốt. Do đó các bạn nên có những cái hộp, nó có những cái hộp bảo quản. Các bạn có thể mua các túi hút ẩm ở trên mạng, nó có túi hút ẩm. Các em có điều kiện hơn mua hẳn cái tủ hút ẩm. Hiện nay có rất nhiều hãng tủ hút ẩm để hỗ trợ cho hút ẩm cho máy ảnh ấy. Thì các bạn mua lấy, bởi vì ta xác định là ta dùng nó trong vòng 3 năm mà. Cho các năm 10, 11, 12. Các bạn nào có học từ lớp 6 thì các em học đến hết lớp 12 luôn. Con này được gọi là con robot giáo dục. Nó hỗ trợ cho việc học giáo dục. À, trong học tập, các bạn vặn vừa tay nhé. Rồi, con sensor này ta đã xong. Rồi như vậy thì ta đã lắp xong chú em này, khá đẹp. Rồi kế tiếp cái dây của chú em này vừa ấy thì theo hướng dẫn nó sẽ cắm vào cổng số 2. Đấy. Lấy cảm biến từ cổng số 2, tí nữa ta nhớ nhá, cái con cảm biến tránh vật cản nó ở cổng số 2. Con cái giò lai 4 mắt. Cái con giò lai 4 mắt nó ở cổng số 1. Rồi động cơ thì động cơ một cái M1, một cái M2. Tới thời điểm này ta đã xong rồi. Kế tiếp thì chúng ta sẽ thực hiện lắp bánh. Bánh của em lấy đâu nhỉ? À đây rồi. À, thầy đã nhìn thấy bánh của em nó. Đây là cái bánh xe. Giống như 100 bánh xe công lý nhỉ? Bộ phim các bạn đấy. Bánh xe thì một cái bên trái, một cái bên phải. Tùy vào mặt đường, ví dụ như một số cái sa bàn mọi người làm bằng cái ván gỗ hoặc là nó trơn quá, hoặc là các em sử dụng cái tấm ở một số sa bàn người ta in từ bạt ra nó trơn quá, thì các bạn có thể dán thêm cái băng dính vào mặt này nhé. Thế các bạn dán cái băng dính hai mặt cũng được, nó sẽ tăng lên độ nhám. Khi dán thì đừng dán kín hết nhé, các bạn dán theo từng khúc để nó tạo thêm ma sát thôi, chứ dán kín quá xe nó dính lại, nó đứng lại không đi được thì lại bảo thầy Thành lại xui buồn cười. Rồi bây giờ ta sẽ lắp con bánh xe này. Ở đây nó có cái bánh xe, nó có hình vuông thôi. Ở đây nó có hình vuông đấy. Vậy thì các bạn lắp vừa nhẹ nhàng vừa phải, các bạn xoay đều. Đây, các bạn để nhé, cái chân này nó hình bát nhé. Cái chân này nó cũng hình bát. Các bạn lắp vào là để theo hình đấy là được. Cái con robot này thầy mua về nhà tổng chi phí là hết 3.413.000. Đây là một trong những con robot này. Chi phí khá cao, nhưng bù lại thì các em có thể lập trình điều khiển với nó thoải mái. Đấy, thầy vừa đút con robot vào cái là nó đã vào xong rồi. Khi lắp robot thì nó có cái vít của nó. Vậy thì chúng ta để ý cái vít của nó là vít nhọn nhé. Vít nó tên là vít 2.3M-12. Khi mua các bạn đặt hàng online mua thì các em nhớ cái phần request và phần yêu cầu ấy, thì mẹ các em phải ghi là chú thích khi các bạn ở nút đặt hàng ấy.
đề nghị shop kiểm tra linh kiện đầy đủ và trạng thái hoạt động của robot trước khi giao. Bởi vì nhân viên bán hàng thì người ta cũng là cái nhân viên thôi, chứ nếu mà mình không dặn cẩn thận thì họ cũng không để ý, vì họ có hàng nghìn đơn hàng, mình chỉ là một cái đơn hàng rất bé. Đấy, các bạn ấy thấy các bạn được cái con ốc này vào đây, các bạn vặn vừa tay thôi nhé. Đấy, vào một chiếc xe. Đấy, làm em bánh nó hơi méo. Rồi, tới đây ta còn chiếc bánh cuối cùng là sắp đến công đoạn hoàn thành sơ đồ lắp ráp chiếc robot rồi. Sau khi thực hiện là rồi, các bạn lắp vừa tay nhé. Một tay giữ robot nhẹ nhàng. Đấy, ta lắp cái con ốc này vào. Các bạn để con ốc vào góc này. Các bạn lắp vào. Đấy, các bạn thấy tiếng động cơ nghe sướng nha. Nên trong xa hình có trò chơi đợt tới ở trường chuyên trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái thì sẽ tổ chức cho các bạn tham gia các cái ngày hội STEM và các em sẽ có những sự trải nghiệm trên con robot này. Rồi, trên đây thầy đã hướng dẫn các bạn là đã lắp xong chú em Casibot. Bây giờ các bạn chờ đợi một tí. Thu dọn chiến trường một chút để mọi người cùng quan sát. Cho dọn chiến trường một chút để cùng quan sát em robot này. Đây, chúng ta đã có em robot này. Đấy, và các bạn nhìn quan sát nhé. Đấy, cái robot lắp ra như trên khá nhẹ nhàng. Đấy, cảm biến do lai lắp nhẹ nhàng, các bạn để ý nhẹ nhàng với em bé này nhé. Em này cảm biến do lai, pin đã được cố định, hai động cơ được gắn chắc chắn, nguồn điện cắm vào đường sau của robot. Đường sau robot có cắm nguồn điện. Đấy, các bạn cắm nguồn nhẹ nhàng, khi rút ra các bạn rút nhẹ nhàng nhé. Đấy, như vậy tới đây giờ chúng ta đã hoàn thành được việc lắp ráp em robot Casibot rồi. Con robot này có một cái tên khác là do mỗi nhà hàng cung cấp thì người ta sẽ cung cấp nó với tên khác nhau. Đấy, bây giờ thầy sẽ lấy điện thoại ra để quay nó một cách rõ ràng hơn. Bây giờ thầy sử dụng một tay kẹp giữ đó. Đây, các bạn có nhìn thấy được vẻ đẹp tổng thể của em robot này. Đấy, thầy đã lắp được hướng dẫn các em lắp ở cái robot này. Vì do thầy làm vừa làm chi tiết vừa làm quay video nên thời gian hơi lâu, tận 32 phút liền. Nhưng với học sinh trung học cơ sở hoặc sinh trung học phổ thông thì các em lắp chắc là tầm 10-15 phút là các em lắp xong. Đấy, trên đây là em các em robot này khá nặng các em nhé. Khi cầm các em nhớ cầm cẩn thận, đừng để em nó rơi. Đấy, cũng khuyến khích các bạn là nên đặt các cái đề can, các bạn trang trí cho em robot nó đẹp hơn. Lốp liếc có thể mua những cái đèn led nhấp nháy, các bạn cắm vào cái khe này, trong quá trình chạy nó phát sáng ra rất đẹp. Nhớ là sử dụng pin riêng chứ không dùng chung pin. Đấy, vì cái cục pin dưới này là cục pin có bán sẵn trên Shopee, các bạn mua lấy vài bộ pin để tránh cho tình trạng một số bạn bảo suốt ngày bảo em muốn mua con pin của em suốt ngày nó sụt nên thi đấu nó toàn bị thua. Thì nó mà sụt bị thua thì mua luôn vài con để sẵn đấy, hết pin lại thay. Đấy nha. Đấy, ở trên này nó còn rất nhiều các cái cổng chờ để chúng ta độ con robot của mình lên cho nó ngầu và thực hiện các cái thiết bị khác. Đấy, như vậy trên này chúng ta đã lắp xong con robot. Ở cái video kế tiếp thầy sẽ hướng dẫn các em lắp cái thiết bị tay game để cảm biến đó. Bluetooth để kết nối giữa cái con robot này với tay điều khiển từ xa, và hướng dẫn các em lắp thêm cái máy bắn bóng để các em thực hiện nhiệm vụ trò chơi cái bắn bóng. Đấy, rồi tuy nhiên bây giờ tới thời điểm này chúng ta đã thành công con robot rồi. Rồi chào, bây giờ chào cả nhá. Bây giờ đã sang là 0:08 ngày 15/11/2023 rồi. Rồi chào cả nhà, chúc cả nhà lắp thành công. Các em nếu mà trong quá trình học tập về lập trình robot
để tham gia các hoạt động STEM, nếu có gặp khó khăn gì các em hãy nhắn Zalo số của thầy là 0854518333 nhé. Thầy sẽ hỗ trợ các em nhiệt tình. Thầy cũng có các khóa học về lập trình điều khiển robot, các em hãy cố gắng tham dự nhé. Còn đây là cũng review các bạn luôn, ở trong video kế tiếp thầy sẽ hướng dẫn các bạn lập trình kết nối cái tay game PS và thực hiện lắp tay gấp vào con robot, rồi còn cái máy bắn bóng nữa. Đó, máy bắn bóng của thầy đây, và có thêm cái máy bắn bóng ở đây để chúng ta sẽ có thể thành được một cái sản phẩm hoàn thiện để tham gia các thầy. Và mục tiêu với video lắp robot KC4 đã xong rồi, em nói rất chị là đẹp trai, các bạn nhớ trang trí cho em nó đẹp nhá, làm cho một cái cờ ở đây thêm ánh sáng lấp lánh, trông nó cho nó chiến một tí. Thôi, thầy chào cả nhà. Thầy cảm ơn các bạn đã xem video.